Ngày hôm nay ta cùng họp ở nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Chị và tất cả các thành viên, cô chú anh chị đã lên chúng ta cùng nắm tay để
gắn kết và phát triển của câu lạc bộ ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều. Em xin tất cả các cô quý anh chị và tất cả quý vị cho chúng em một tràng pháo tay thật là giòn giã được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, ở đâu cũng có tình thương, ở đâu cũng có con đường hát ca, ở đâu cũng có mái nhà để ta gắn kết tuy xa mà gần. Dù cho vất vả thăng trầm, lời ca tiếng hát vẫn nảy mầm sinh sôi. Cảm ơn tình bạn muôn nơi gửi về thân ái hướng về đam mê. Âm thanh vui khắp vùng trời, gửi thương gửi nhớ tình người bao la. Dạ vâng, hôm nay là một ngày đặc biệt của câu lạc bộ thôn quê tạm bạt giao lưu và kết nối. Xin chào mừng em rất vinh dự được làm MC dẫn chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ. Quý vị có thể cho Duy Trang Hương em xin một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để em có động lực để đồng hành cùng chương trình hôm nay được không ạ? Dạ em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin phép được gửi đến quý vị, khách quý cùng quý vị đại biểu một lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho câu lạc bộ thành công rực rỡ, chúc chủ tịch Xuân Bốc cùng tất cả các anh chị phó chủ tịch, đội ngũ quản trị viên luôn luôn đoàn kết, chèo lái qua thềm âm nhạc được vững vàng bay cao và bay xa hơn nữa. Cách đây một năm, với sự đồng lòng nhất trí của tất cả đam mê âm nhạc của tất cả các cô chú, anh chị và thể các bạn câu lạc bộ thôn quê tạm bạt giao lưu và kết nối chính thức được ra đời sau một năm dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Xuân Bốc và sự ủng hộ nhất trí đồng lòng và sự đoàn kết của bốn chỗ chủ tịch cùng tất cả các đồng chí nguyên. Bây giờ đến lúc này đây, câu lạc bộ đã có gần 2.000 thành viên, gần 2.000 trái tim yêu âm nhạc cháy bỏng. Một lần nữa, Duy Trang Hương xin phép được thay mặt cho ban quản trị xin phép được gửi đến lời cảm ơn sâu sắc nhất với tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài câu lạc bộ đã dành tình yêu thương ca nhạc, tình đoàn kết cho chúng em. Và hôm nay câu lạc bộ đang trên đà phát triển. Giờ đây Duy Trang Hương xin phép được kính mời chủ tịch Xuân Bốc khấu ạ. Cháu xin mời cô chủ tịch Nguyễn Sáu cùng tất cả các anh chị phó chủ tịch của câu lạc bộ Ba Vì lên sân khấu ạ. Cháu xin mời cô chủ tịch lên nhận hoa và nhận lời chúc mừng của câu lạc bộ hát cho nhau nghe Ba Vì ạ. Dạ vâng, hôm nay rất vui câu lạc bộ thôn quê tòng bạn tổ chức buổi sinh nhật lần thứ nhất tại Cẩm Lĩnh Ba Vì. Hôm nay câu lạc bộ hát cho nhau nghe Ba Vì rất vinh dự trong lớp 6 hôm nay được thay mặt câu lạc bộ có một lã hoa tươi thắm và xin chúc câu lạc bộ thôn quê có một buổi sinh nhật thành công rực rỡ và chúc câu lạc bộ mãi vững mạnh ạ. Dạ vâng, cháu xin thay mặt cho ban quản trị câu lạc bộ thôn quê và tầm bản xin cảm ơn cô chủ tịch Nguyễn Sáu cùng tất cả các anh chị phó chủ tịch của câu lạc bộ hát cho đồng nghe Ba Vì một lời cảm ơn sâu sắc nhất ạ. Và cháu cũng mong cho hai câu lạc bộ luôn luôn đoàn kết, sánh bước cùng nhau, chúng ta cùng phát triển và vững mạnh ạ. Cháu xin cảm ơn cô rất nhiều. Cháu xin mời chú chủ tịch Xuân Bốc, thì mời chú lên sân khấu sẽ đọc diễn văn khai giảng của buổi lễ sinh nhật lần thứ nhất của câu lạc bộ Ba Vì hôm nay ạ. Tất cả cô chú, anh chị và các bạn ở dưới có thể cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để đón chào chủ tịch Xuân Bốc của chúng em ạ. Và em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, lời đầu tiên cho phép em Xuân Bốc xin thay mặt cho tất cả các anh, các chị cùng tất cả cô chú cùng các bạn, các em trong và ngoài câu lạc bộ thôn quê tổng bạc giao lưu và kết nối. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến trước tiên là chị chủ tịch Nguyễn Sáu, chủ tịch của câu lạc bộ hát cho anh em Ba Vì cùng các anh chị phó chủ tịch của câu lạc bộ bạn đã và đang có mặt tại đây để chung vui cùng chúng em trong buổi sinh nhật lần đầu tiên của câu lạc bộ thôn quê tổng bạt giao lưu và kết nối hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, ngày 18 tháng 6 năm 2022, câu lạc bộ thôn quê tổng bạt chính thức được thành lập và đã đi vào hoạt động đến giờ cũng đã được
Một năm rồi, ngày sinh nhật chính xác là ngày 18 tháng 6 năm 2023. Nhưng vì gia đình của em Xuân Bốp và quản trị viên Đỗ Nga có việc đột xuất thì rất là chân thành cảm ơn được sự chia sẻ, sẻ chia của tất cả các quản trị viên cùng tất cả các anh các chị trong và ngoài câu lạc bộ đã cho phép em Xuân Bốp và tất cả câu lạc bộ lùi lại ngày sinh nhật đến ngày hôm nay. Em thay mặt cho quản trị viên Đỗ Nga xin cảm ơn tất cả các anh các chị cùng tất cả mọi người trong và ngoài câu lạc bộ rất là nhiều. Vâng, và để có được ngày sinh nhật câu lạc bộ lần đầu tiên hôm nay, mặc dù nó không chính ngày, nhưng từ hôm nay trở đi câu lạc bộ chúng ta sẽ lấy một ngày này là ngày làm ngày sinh nhật của câu lạc bộ những ngày, những lần tiếp theo. Vâng, và rất vinh dự em Xuân Bốp này xin thay mặt cho tất cả các anh các chị quản trị viên, các anh các chị phó chủ tịch quản trị viên của câu lạc bộ thôn quê Tầm Bạc cùng tất cả các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn, các cô các chú các anh chị đã và đang có mặt tại đây. Vâng, mặc dù câu lạc bộ thôn quê Tầm Bạc mới được thành lập nó rất còn non trẻ, nhưng với sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình của tất cả các cô, các chú, các anh, các chị và các em trong và ngoài câu lạc bộ giúp cho em Xuân Bốp và bốn phó chủ tịch và tất cả các quản trị viên trèo lái và xây dựng câu lạc bộ được đến ngày hôm nay được như thế này là nhờ công rất lớn của tất cả các anh, các chị, các cô, các chú. Mặc dù chúng ta không ai là không có việc, nhưng mỗi tối đến là chúng ta lại có thể hướng về sân khấu của câu lạc bộ để cùng cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần cho ca sĩ lên sân khấu để hát và giao lưu cùng mọi người để chúng ta quên đi những mệt mỏi, những mệt nhọc trong buổi làm việc ngày hôm đó. Vâng, một lần nữa em Xuân Bốp xin cảm ơn rất nhiều, và để tiếp tục sau này nữa để em rất mong tất cả các anh các chị, các cô các chú và các bạn hãy cố gắng cùng em Xuân Bốp và đội ngũ phó chủ tịch và quản trị viên của câu lạc bộ thôn quê Tầm Bạc vun đắp và xây dựng câu lạc bộ ngày càng vững mạnh, ngày càng vươn xa và bay cao hơn nữa. Một lần nữa em Xuân Bốp xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Chúc mừng đồng lòng dệt nên bước tròn.
Thank you.
đầu ạ. Em xin mời tất cả các em các chị quản trị viên của câu lạc bộ thôn quê tộc bản giao lưu và kết nối lên sân khấu ạ. Vâng, kính thưa tất cả các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn và các em thân mến. Vâng, để có buổi sinh nhật của câu lạc bộ thôn quê tộc bản giao lưu và kết nối trong buổi hôm nay, rất là vinh dự được đón chào, đón tiếp tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng tất cả các em trong buổi sinh nhật của câu lạc bộ hôm nay. Vâng, và để vừa rồi tất cả quý vị anh chị và các bạn đã thưởng thức những tiết mục văn nghệ của các ca sĩ không chuyên đã đem đến cho buổi sinh nhật của câu lạc bộ hôm nay, những tiết mục rất là vui nhộn. Phó chủ tịch của câu lạc bộ hát cho ngày ba về lên sân khấu. Câu lạc bộ mới thành lập nhưng mà phải nói là các anh các chị rất nhiệt tình để cùng chúng em xây dựng câu lạc bộ ngày bay cao và bay xa hơn nữa. Vâng, và để thời khắc quan trọng nhất hôm nay đó là đến chuyên đề cắt bánh sinh nhật. Vâng, cắt bánh sinh nhật cũng là chuyên đề quan trọng nhất. Vâng, và sau tiết mục cắt bánh sinh nhật này xin mời các anh các chị cùng tất cả các bạn đăng ký những tiết mục giao lưu văn nghệ tiếp tục để chúng ta cùng chung vui với lại câu lạc bộ thôn quê tòng bạc trong buổi hôm nay. Vâng, một lần nữa xin mời nhạc công cho xin một tiết mục. Cho em xin bài chúc mừng sinh nhật ạ. Vâng, và thời khắc quan trọng nhất chuẩn bị đến, xin mời tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng tất cả cô chú chúng ta hướng lên sân khấu để thưởng thức màn kết bắn của chủ tịch Sơn Bốc cùng chủ tịch Nguyễn Sáu cùng chúng ta cùng chung vui cùng em Sơn Bốc.
nơi bên đầu, chim sáo bay xa mãi không.